Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại trường đồ Đại Nam. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tranh tài hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay. Sự xuất hiện của các tay đua ở dòng xe Yamaha Exciter 150 phân khối. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tên gọi kèm theo số đeo và vị trí xuất phát của các tay đua thi đấu trong buổi sáng ngày hôm nay. Xuất phát ở vị trí đầu tiên là tay đua mang số đeo 59 Huỳnh Duy Phương, vị trí thứ hai là tay đua mang số đeo 83 Trần Khánh Duy, vị trí thứ ba là tay đua Phạm Hoàng Long mang số đeo 97. Xuất phát vị trí thứ tư là tay đua mang số đeo 26 Lê Hoàng Phi Phụng, vị trí thứ năm là Nguyễn Anh Tuấn mang số đeo 78, vị trí thứ sáu là tay đua mang số đeo 36 Nguyễn Tiến Thành. Xuất phát ở vị trí thứ bảy là tay đua mang số đeo 16 Nguyễn Mạnh Phát, vị trí thứ tám là tay đua mang số đeo 46 Trần Minh Đức. Vị trí thứ 9 là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa mang số đeo 17 và tay đua xuất phát ở vị trí thứ 10 là tay đua mang số đeo 93 Nguyễn Ngọc Nhân. Lúc này thì các tay đua của chúng ta đang thực hiện vòng đua chào sân và sẽ chuẩn bị thực hiện vòng đua khởi động trong ít phút nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của đợt đua ngựa thứ hai nhóm ngựa Pony tranh tài ở cự ly 1.100m. Giành chiến thắng trong đợt đua ngựa thứ hai là người đua số 9 Columbus. Vị trí thứ hai là người đua số 8 Phụng Biến và về đích ở vị trí thứ ba là người đua số 6 Phương Thành. Hiện tại thì trường đua Đại Nam đã bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần thi đấu của các tay đua cũng như là các điều kiện thuận lợi để chương trình thi đấu diễn ra. Và như vậy, phần tranh tài của các tay đua ở dòng xe Yamaha Exciter 150 phân khối đã chính thức bắt đầu. Các tay đua của chúng ta đã bắt đầu vòng đua đầu tiên. Đã có một sự cố xảy ra. Xin lỗi quý vị, chúng ta đang theo dõi vòng qua mất vòng đua khởi động của các tay đua. Và sau vòng đua này thì vòng đua chính thức mới bắt đầu.
Lúc này thì các tay đua đã tập trung tại vị trí xuất phát và chuẩn bị cho 8 vòng đua chính thức. Và như vậy phần tranh tài của các tay đua đã chính thức bắt đầu. Đây là vòng đua đầu tiên thưa quý vị. Ngày hôm nay thì các tay đua sẽ phải trải qua 8 vòng đua với cự ly mỗi vòng 8 vòng đua là 17,6 km. Lợi thế xuất phát ngày hôm nay thuộc về tay đua mang số đeo 59 Huỳnh Duy Phương. Đây là tay đua xuất phát ở vị trí dẫn đầu. Đây chỉ mới là vòng đua đầu tiên và sẽ còn đến 7 vòng đua chờ đợi sự thể hiện của các tay đua ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tại trường đua Đại Nam có các hệ xe được tổ chức thi đấu biểu diễn, thậm chí là tổ chức những giải đua với quy mô toàn quốc. Đó là hệ xe Yamaha Exciter 150 phân khối mà quý vị đang theo dõi. Hệ xe KTM RC 390 phân khối, dòng xe Keijo và đặc biệt là dòng xe Raga danh tiếng của Italia, dòng xe Go-Kart. Các tay đua đang chuẩn bị bước vào vòng đua thứ hai. Vừa so kè với tay đua mang số đeo 93 Nguyễn Ngọc Nhân, đó chính là tay đua mang số đeo 16 Nguyễn Mạnh Phát. Giai đoạn của chúng ta là một sự cố xảy ra giữa tay đua mang số đeo 16 và tay đua mang số đeo 59. Tay đua mang số đeo 16 là Nguyễn Mạnh Phát và tay đua mang số đeo 59 là Huỳnh Duy Phương. Thank you.
Thưa quý vị, các tay đua ở dòng xe Yamaha Exciter 150 phân khối đang thi đấu ở vòng đua thứ 3. Và họ vừa bước vào vòng đua thứ 4. Năm vị trí dẫn đầu lúc này là tay đua Nguyễn Hoàng Đăng Khoa ở vị trí đầu tiên, Nguyễn Ngọc Nhân số đeo 93 vị trí thứ hai, Nguyễn Anh Tuấn số đeo 78 vị trí thứ ba, Lê Hoàng Phi Phụng số đeo 26 vị trí thứ tư và tay đua mang số đeo 36 Nguyễn Tiến Thành ở vị trí thứ năm. Tay đua đang tạo nên những pha so kè chủ yếu lúc này là tay đua mang số đeo 17 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và tay đua mang số đeo 36 Nguyễn Tiến Thành. Với các dòng xe mô tô tốc độ thì cự ly mỗi vòng các tay đua phải hoàn thành là 2,2 km. Sau 8 vòng đua thì tổng cự ly các tay đua sẽ phải thực hiện là 17,6 km. Các tay đua đang chuẩn bị di chuyển vào vòng đua thứ 6. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn một chương trình thi đấu biểu diễn vào lúc 16 giờ. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào những vòng đua cuối cùng của phần tranh tài ngày hôm nay.
dường như đã có một sự cố xảy ra với tay đua mang số đeo 83 Trần Khánh Duy. Phương tiện thi đấu của tay đua đang dừng lại ở khúc quanh thứ 7. Thưa quý vị, và bây giờ tất cả các tay đua của chúng ta, những tay đua ở dòng xe Yamaha Sector 150 phân khối đang chuẩn bị bước vào vòng đua cuối cùng, vòng đua thứ 8. Sẽ chỉ còn 2,2 km nữa chúng ta sẽ tìm được các vị trí chiến thắng trong phần tranh tài ngày hôm nay. Đang dẫn đầu vẫn là tay đua mang số đeo 17 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Tính đến thời điểm hiện tại thì tay đua mang số đeo 17 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa đã liên tục di chuyển ở vị trí đầu tiên 3 vòng đua liên tiếp. Vẫn đang là tay đua mang số đeo 17 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Hoàn toàn không có bất kỳ một trở ngại nào ở phía sau. Và như vậy, tay đua mang số đeo 17 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa tạm thời về đích ở vị trí đầu tiên. Vị trí thứ hai tạm thời tay đua mang số đeo 93 Nguyễn Ngọc Nhân, và vị trí thứ ba là tay đua mang số đeo 26 Lê Hoàng Phi Phụng. Các tay đua còn lại cũng đang lần lượt hoàn thành cự ly thi đấu của mình. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả từ trọng tài. Như vậy, tay đua mang số đeo 17 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa đã giành chiến thắng trong phần tranh tài ngày hôm nay. Về đích ở vị trí thứ hai là tay đua mang số đeo 93 Nguyễn Ngọc Nhân, và về đích ở vị trí thứ ba là tay đua mang số đeo 26 Lê Hoàng Phi Phụng. Chiến thắng của tay đua mang số đeo 17 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa cũng đã khép lại chương trình thi đấu thể thao tại trường đua Đại Nam vào sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thi đấu chiều ngày hôm nay bắt đầu vào lúc 16 giờ. Xin trân trọng cảm ơn.